Hỏi tiếp theo, chúng con lại kính xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con. Thực sự là chúng con thấy những câu hỏi này thực tế quá, rất là cụ thể, rất là đúng với từng hoàn cảnh gia đình của chúng con và bản thân chúng con. Dạ thưa Thầy, khi khai thị cho người bệnh, chúng con vẫn thường nghe chỉ đi theo Đức Phật có thân tướng màu vàng, vân vân. Vậy trên đường Zoom có những hình ảnh Phật màu đỏ hay là tóc Ngài màu đen, hình ảnh màu sắc như vậy có làm phân tâm người sắp ra đi không ạ? Con xin thành kính tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thường thường ban hộ niệm dạy nhắc nhớ hướng dẫn người bệnh là cụ ơi cụ theo A Di Đà Phật màu vàng, tại vì khi các ngài đó nhìn lên cái tôn ảnh của Đức A Di Đà Phật treo trước mặt người bệnh là thân tướng màu vàng. Ví dụ như chú vị thấy không này, mà ở đây còn thân tướng màu vàng mà trong cái nền trời màu xanh nữa, đúng không? Là vì lúc đó trước mặt người bệnh có cái ấn tượng tôn ảnh của Đức A Di Đà màu đó, người ta hướng dẫn theo màu đó, chứ không phải lúc nào cũng nói cụ ơi cụ theo Đức Phật có thân tướng màu vàng, mà trong cái ảnh tượng Đức A Di Đà là lúc đó vẽ cái thân tướng của Ngài là có cái áo màu đỏ rồi có cái nền màu trắng, phải không chư vị? Cho nên là không phải lúc nào cũng nói rằng là bác ơi bác theo cái Đức A Di Đà có thân tướng màu vàng, không phải như vậy đâu. Mà dùng cái ảnh tượng, cái tôn ảnh của Đức A-di-đà treo trước mặt người bệnh rồi nói bác ơi bác nhìn đây, đây là Đức A-di-đà Phật đây, Ngài sẽ hiện thân ra giống hệt như cái ảnh tượng này đây để mà cứu độ bác. Khi bác ra đi nhất định chỉ đi theo A Di Đà Phật đúng như trong cái tôn ảnh này nhé bác. Ngoài ra một vị nào đó giá đó đó xanh xanh trắng trắng vàng vàng gì đó, dẫu có hào quang phất phới như thế nào đó, nhất định, nhất định gì đây nè, không để ý đến này, không theo Ngài nè, không mừng không sợ không vui gì cả, coi đó như là huyễn, là mộng, là giả. Cứ nhìn ảnh tượng A-di-đà của ban hộ niệm treo trước mắt mà mình niệm Phật rồi theo vị này đi vãng sanh là an toàn nhất, an toàn nhất, vững vàng nhất đối với người phàm phu như chúng ta. Tâm ý chưa sáng suốt, trí huệ chưa khai, chúng ta chỉ lấy lòng thành mà làm như vậy đây thì chư vị sẽ an ổn vô cùng. Và xin thưa, hình như ở dưới này có những người đang ngồi trong ánh nắng quá, các bác nào mà nắng bác có thể di chuyển đi chơi, chiều khi mà ráng chiều như vậy có thể bị bệnh đó chư vị ơi. Nha nha, nếu mà nắng quá thì có thể di chuyển vào cái chỗ bóng mát để cho nó mát chút xíu nha chư vị nha. Nếu mà trước mặt chúng ta những người ban hộ niệm hay là gia đình treo một tấm hình là A Di Đà Phật có cái thân tướng màu vàng, có cái y áo màu xanh, rồi có trên cái đầu đầu tóc đen đen, thì chúng ta nói rằng à bác ơi cụ ơi đây là ảnh tượng màu vàng, bác nhìn kỹ đi, rõ ràng là cái thân thì kim sắc, áo thì áo vàng, đầu thì cái đầu đen, thấy rõ ràng chưa? Trên tay có Ngài có cái hoa gì đó. Chúng ta cứ dặn người ra đi đó nhìn cho thật kỹ và đi theo Ngài là được. Nhất là nếu những người mà thành tâm rồi đó chưa vị, là người ta sẽ tự nhiên tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Người ta sẽ lạy Phật, chấp tay này bái Phật đến giây phút cuối cùng. Nếu mà chư vị có một tấm hình nào nhỏ nhỏ hơn cầm trong tay để sát bên mặt người bệnh, trước mặt người bệnh này, bác ơi đây là tấm hình Phật này, dễ dàng cho các cụ đó nhìn không?
thì các cụ cứ lấy đó là bổn tôn của mình. Thì trên pháp giới chúng sanh xin thưa với chư vị, không có một vị nào dám giả dạng mình mà gạt mình nữa đâu. Vì cái tâm thành tâm kính của người bệnh đã được cảm ứng đạo giao, đã được A-di-đà Phật phóng quang gia trì phổ độ, có chư hộ pháp bảo vệ, không ai được quyền giả dạng nữa đâu. Như vậy thì mong chư vị đừng bao giờ nghi nhé, đừng bao giờ nửa nghi nửa ngờ nhé, đừng bao giờ mà tin chút chút cũng được nhé. Coi chừng niềm tin không vững là do cái tâm mình bị thiếu thành thiếu kính rồi. Chỉ một chút như vậy thôi mà chúng ta có thể bị giả đấy. Nhớ nha chư vị, như vậy bị giả, bị giả. Bị giả hay không là do chính cái tâm của mình mà đưa mình vào cái tình trạng này đây. Mong chư vị quyết lòng tin cho vững, tin cho sắc son, đừng nên nghi ngờ, đừng nên chao đảo nữa. Chư vị ở trong cảnh giới an toàn, trong an toàn để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúc cho các cụ tất cả đều an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cả. A Di Đà Phật. Thành tâm cảm niệm tri ân công đức của Thầy, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa. Hôm nay chúng con đã hiểu rõ rồi, hộ niệm là một pháp tu. Hộ niệm là hướng dẫn chúng ta tu hành chính xác từng điểm một, để làm sao mà chúng ta thực hiện được tín nguyện hạnh đầy đủ trong lúc lâm chung mà chúng ta được vãng sanh. Từ trước đến giờ chúng con cứ hiểu hộ niệm, gọi ban hộ niệm đến là mẹ con sẽ sớm bị chết, cho nên là chúng con sợ. Cứ coi hộ niệm cũng giống như là cầu siêu, cứ để đến người bệnh, mẹ con bệnh nặng rồi hoặc là lâm chung rồi chúng con mới mời ban hộ niệm. Bây giờ chúng con hiểu ra hộ niệm là một pháp tu rất là cụ thể, rất là chính xác, cần phải huân tu huân tập từ ngay từ bây giờ. Chư vị có đồng ý với con là như vậy không ạ? Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta xác định rõ ràng cho cái phương pháp này là cái phương pháp đại cứu tinh cho chúng ta. Dạ, con xin kính xin Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Trưởng tràng của chúng con bảo với các thành viên là các cụ kể cả cao tuổi lẫn ít tuổi bây giờ vẫn còn khỏe thì chưa cần phải mời ban hộ niệm. Cứ tu đi, khi nào lầm ngáp ngáp không đi lại được thì mới đến nhận ca hộ niệm, và họ ở lại nhà mình luôn. Nếu hộ niệm mà chướng ngại là bảo người nhà đi mua đồ phóng sinh, lúc nào mà thân mềm ra thì thôi. Chúng con xin hỏi Thầy, hộ niệm có phải là như thế không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xin. À Di Đà Phật, tại vì đang nói chuyện với Thầy Giác Lượng cho nên không nghe cái câu à câu hỏi. Từ từ đọc lại chút xíu. Đạo tràng chúng con bảo với các thành viên là các cụ kể cả cao tuổi lẫn ít tuổi bây giờ vẫn còn khỏe thì chưa còn phải mời ban hộ niệm, cứ đi tu khi nào nằm ngáp ngáp không đi lại được thì mới đến nhận ca hộ niệm, và họ ở lại nhà mình luôn. Chư vị nghĩ thử cái ý nghĩ này đúng hay sai? Đúng rồi, vỗ tay đi chư vị. Rõ ràng là một lần chúng ta học hộ niệm như vậy là chúng ta mới không biết bao nhiêu cái sơ suất, phải không chư vị? Hộ niệm không bao giờ đến lúc ngáp ngáp rồi mới mời ban hộ niệm đâu.
ngáp ngáp thì đi bác sĩ làm sao cho hết ngáp thì cái đó không biết. Chứ còn muốn thoát vòng sanh tử luân hồi, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối đừng bao giờ chờ đến ngáp ngáp rồi mới mời ban hộ niệm nha chư vị. Trước sau sau trước xin giới thiệu với chư vị, những người hộ niệm toàn là phàm phu tục tử không đấy. Không có một cái năng lực nào giúp cho người ngáp ngáp hết ngáp ngáp đầu. Nhớ nha chư vị, nhớ cho kỹ. Mà người ta chỉ đến hướng dẫn nhắc nhớ mà thôi. Ngay cả chư Phật, nếu mà chư vị cứ chờ cái lúc đó mới cầu Phật thì một là chư vị lúc đó cầu Phật không được, hai là Phật cũng không cứu mình được. Vì Phật dạy là tất cả đều do nhân quả của chính mình, tất cả đều do tâm ý của chính mình thực hiện con đường tương lai. Chứ Phật chưa bao giờ nói là tất cả đều do Phật tạo, tất cả đều do Phật quyết định. Hoàn toàn Phật chưa nói lời này. Phật cứu chúng ta cũng là để thuyết kinh giảng đạo dẫn dắt cho chúng ta. Đức Thế Tôn bỏ ra 49 năm ngày 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 thuyết kinh giảng đạo, giờ giờ ngày thuyết kinh giảng đạo. Ngài lội bộ từ vùng này qua vùng khác để tìm chúng sanh nghe Ngài mà Ngài giảng kinh thuyết đạo, để cho chúng sanh làm theo lời Ngài mà được giải thoát. Chứ Ngài không nói là chư vị ơi, chư vị đến đây ta cứu là xong. Hoàn toàn không có điều này. Chư vị đồng ý không nè? Tuyệt đối phải nhớ cho kỹ nha. Nếu hộ niệm mà chướng ngại là bảo người nhà đi mua đồ phóng sanh, lúc nào thân mềm ra thì thôi. Thì xin thưa chư vị đặt cái câu hỏi này làm cho tình hải này nghĩ rằng là chư vị nghĩ như vậy chứ không ban, không phải là ban hộ niệm nói như vậy đâu. Mà ban hộ niệm nói rằng đến lúc này thì chúng tôi chịu thua rồi, bây giờ lòng thành của con cái hãy lo làm thiện làm lành đi, hãy lo phóng sanh, lo niệm Phật, lo tu hành đi, nào in kinh ấn tống cúng dường gì đó đây, đem tất cả phước lành này hồi hướng cho người bị nạn này, cầu giải nạn cho họ, tức là tăng phước cho họ để nhờ cái phước đó mà giảm đi phần nào hay phần đó nghiệp chướng của người bệnh. Chứ không bao giờ mà ban hộ niệm cứ nói là cứ nằm đó chờ chết đi rồi làm chuyện này. Không bao giờ có ban hộ niệm nào dạy như vậy đâu chư vị. Cho nên chúng ta nói phải rõ ràng, cụ thể. Cụ thể chứ không thể nào mà ép buộc người hộ niệm. Người hộ niệm cũng không có năng lực nào đâu. Mong chư vị nhớ cho nha. Lúc nào thân mềm ra thì thôi. Chúng con xin hỏi Thầy, hộ niệm có phải là như thế không? Hoàn toàn không phải như vậy đâu. Mềm là do người bệnh đi đúng đường. Mềm là do người bệnh đi về con đường lành, không bị chướng nặng quá đáng. Mềm mại tư hồng là lúc xả bỏ báo thân chính người ra đi, vượt qua cái cảnh khổ, vượt qua những ách nạn, vượt qua những cảnh kinh hoàng sợ hãi mà tâm an tịnh vui vẻ mà được như vậy đấy. Rồi trong lúc đó mà người bệnh nghe những lời hướng dẫn của người hộ niệm, liền phát tâm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật đến đây rước con về Tây Phương, xin Phật cho con về Tây Phương, con quyết lòng theo Ngài mà thôi. Chính là lòng tin vững vàng, niệm câu A-di-đà Phật, người bệnh đã niệm rồi, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có ba cái điểm này thôi mà làm được trong lúc xả bỏ báo thân, người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là tín hành nguyện mỗi người phải thực hiện, đúng không chư vị? Thực hiện từ bây giờ, thực hiện đến ngày mai, thực hiện đến năm sau, thực hiện cho đến khi mình bệnh, thực hiện cho đến lúc nằm trên giường bệnh chờ tắt hơi ra đi.
thực hiện ngay trong lúc mình thở ra, không cách nào hít vào được nữa, để cho tín hành nguyện ứng hiện. Tức là chư vị đã chuẩn bị bước lên đài sen của chính mình theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng trước sau, sau trước đều do chính mỗi người chúng ta làm lấy. Còn người hộ niệm lúc đó, người ta hỗ trợ tích cực. Mình niệm Phật không được, người ta niệm rất mạnh, rất lớn, niệm bên tay mình A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mình nương theo tiếng niệm của đại chúng, mình niệm theo. Rồi tính toán ở đây, con cho xin Phật cho con về Tây Phương, thì mình cũng xin Phật cho con về Tây Phương. Ngài nói bây giờ phải đi theo A-di-đà Phật. Các vị đó chỉ hình A-di-đà Phật, tức là các ngài chỉ cho người bệnh từng chút, dẫu cho gặp cảnh ngộ gì, nhờ người chính thực tế, người ta thực sự đã làm được điều này. Trước giây phút ra đi, tất cả đều do tâm tạo là như vậy đây. Tâm tạo bây giờ thì mình niệm Phật, nhưng mà tâm tạo ngày mai mình niệm cái khác, thì làm sao trước giờ phút ra đi tâm mình niệm A-di-đà Phật, tâm mình quyết lòng đi về Tây Phương, tâm mình đã tạo cho mình một cái quả báo là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Chư vị thấy rõ ràng chưa? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, chúng con thành kính cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Tịnh Hải. Nam mô A-di-đà-phật. Xin đại chúng như một tràng pháo tay thật là dài ạ. Dài hơn nữa được không ạ? Để cho chúng con biết được là quý vị Phật tử đang rất hoan hỷ và rất mong chờ trên Chư Tôn Đức Tăng Ni tiếp tục chỉ điểm hướng dẫn cho chúng con những con đường đi đúng đắn trong phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh. Nam mô A-di-đà-phật ạ.